giữa bao la của trời đất. Mẹ là vầng trăng sáng, con cháu chỉ là những vì sao nhỏ bé li ti. Vầng trăng sáng đã khuất bóng, để lại những vì sao là những đàn con cháu đêm đêm nhớ mẹ, chớp chớp lệ nhòa. Vầng trăng sáng cuối tuần khuất bóng, chòm sao nhòe lệ chớp đêm đêm. Tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Bởi vì tình yêu nào thì cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Cha ơi, hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Thi sĩ Bảng Bá Lân viết những lời chân chất ấy cũng chỉ mới nói lên được một phần nào tình yêu bao la của người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Cùng cái ý ấy, Hải Huyền Chi giải bày sâu xa hơn cái tâm tình của người con khi hiểu được lòng mẹ. Biển sâu lòng mẹ sâu hơn, cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên, cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ báo đền công ơn. Quê hương chị em họ.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thân bạn, cố hữu, gần xa. Kính thưa gia đình tang lễ, chúng tôi, hội tình nghĩa thôn Minh Khai được tin cụ đã yên nghỉ về theo thiên tổ. Cụ là mẹ Bảo Tẩy, là hội viên trong hội tình nghĩa thôn Minh Khai chúng tôi. Biết tin này, hội tình nghĩa chúng tôi vô cùng xúc động. Với vòng hoa tươi, nén nhang thơm đến kính yêu hương hồn cụ và chia buồn sâu sắc với gia đình cụ. Trước cảnh chia ly vĩnh biệt này, hội tình nghĩa chúc cụ vô thơ, cụ quy thiên, quy cảnh Phật, hội tình nghĩa mãi nhớ thương. Vĩnh biệt cụ, hội tình nghĩa chúng ta để một phút tưởng niệm cụ, phút tưởng niệm bắt đầu. Với tấm lòng và tình nghĩa chứa chan, thay mặt gái thảo dâu ngoan của thôn nhà, nên chiều nay bước chướng vòng hoa, câu lạc bộ đã đến nhà ta chia buồn. Cho phép đoàn xin thay mặt cháu con xin kính chào quý khách và cảm ơn chân thành. Kính thưa vong hồn cụ Nguyễn Thị Khấn, kính thưa gia đình tang quyến, được tin cụ dư 100 năm tuổi già quy tiên chầu Phật, câu lạc bộ phụ nữ thôn Minh Khai chúng tôi có hai làng dâu của cụ là bà Hà và bà Huyên đã tham gia và xây dựng phong trào. Chị em chúng tôi có sửa vòng hoa tươi và nén hương thơm để đến kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn cùng gia quyến. Vòng đời luân hồi, chị em chúng tôi chúc cụ về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ tới vong hồn cụ, đề nghị chị em để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tang quyến sang chia buồn về đây với tình nghĩa sắc son, cho phép đoàn thay tang quyến xin cảm ơn chân thành. Chia phiền trước là phiếu cổ phần quy tiên và sau là để động viên dân sinh trường khế ngọt lành, bởi trên với cổ nghĩa tình thật nâng bước. Mặc dù sức yếu lưng tòng của lợi thể sửa lễ vẫn đến cùng viếng thăm về đây đầy nghĩa đầy ân, cho phép đoàn thay tang quyến thật muôn phần biết ơn. Cả đoàn chẳng biết nói gì hơn trước lời thề thọ tròn 100 hoặc ít ra cũng trên tuổi 95 để cùng với con cháu hưởng phần vinh quang.
8 giờ sáng mai hổ vẫn đi xa, mọi cụ lợi thề cố gắng lại đến nhà để đưa than. Chia buồn cùng gia đình Tam Quyến và ban ca lễ. Cho phép anh chị em chúng cháu xin được một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới công hương hồn của cụ. Một phút mặc niệm xin bắt đầu.
gia đình tăng gia. Được tin cụ tạ thế đi theo các cụ thi tổ, chúng con là đồng hộ và thân nhân đồng lô của ông Vượng, con trai của cụ, có vòng hoa tươi, thắp nén hương thơm, kính cẩn trước bàn thờ và linh thứ cụ và chia buồn cùng gia đình. Cầu mong cụ nhanh siêu thoát, an tịnh ngàn thu. Chúng con được xin phép thắp nén hương thơm và thắp nén hương và kính lễ trước bàn thờ và linh thứ cụ. Đề nghị anh em đồng đội thành một phút mạng niệm. Phút mạng niệm bắt đầu. Thưa toàn thể ca sa, được tin cụ 250 về với tiên tổ, chúng con thay mặt cho các bạn học sinh lớp 10C là bạn đồng học cùng với anh Thịnh có nén hương thơm, có vòng hoa tươi về thắp hương kính viếng nguồn cụ và chia buồn cùng toàn thể ca sa để vĩnh biệt cụ về nơi an nghỉ được an giấc ngàn thu. Xin mời các bạn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa cô phụ thì vẫn kính thưa gia đình ca quyến, hôm nay đại diện cho tất cả các đồng chí cựu chiến binh trong thị trấn quận về phân hội ba thôn Minh Khai có vòng hoa tươi, có nén nhang hương trước đến là thắp hương thổ cụ, đồng thời gửi đến chia buồn cùng với gia ca gia quyến. Cuối cùng tôi xin tất cả các đồng chí để một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa cán bộ hội viên cựu chiến binh phân hội ba cũng như chi hội cựu chiến binh thôn Bình Khai, mẹ của chúng tôi đã về với trời với Phật, không biết nói gì hơn, xin có lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi tới các đồng chí cán bộ và toàn thể hội viên. Xin đa tạ. Xin mời các đồng chí cán bộ và hội viên vào trong đi vòng quanh linh cữu thăm mẹ tôi lần cuối mai 8 giờ. Mời các đồng chí cán bộ hội viên lại về đây để cùng anh em chị em chúng tôi tổ chức lễ truy điệu và đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng được mồ êm mả đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Bạn và các quyến thật muốn phần cảm ơn. Xin mời tấm lễ của gia đình trong hạ họ dâng lên vào kính viên. Năm sư chung một. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình ca quyến, hôm nay chúng cháu được tin cụ thân sinh ra ông bà Giang Hà 250 về với tiên tổ. Gia đình chúng cháu có nén hương thơm, có vòng hoa tươi đến hỏi thăm kính viếng hương hồn cụ, đồng thời chia buồn cùng an quyến.
trong giờ phút đau thương này, gia đình chúng cháu xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể tam quyến. Xin cầu chúc cho linh hồn cụ sớm siêu sinh tịnh độ, an giấc ngàn thu nơi chín suối. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin phép gia đình chúng cháu để một phút mặc niệm cụ, phút mặc niệm bắt đầu. Sắp xôi cho phép đoàn thay thanh quyến xin cảm ơn cả hai nhà.
xin trân trọng mời. Ngồi xây chầu vui lòng ở lại để cùng nhau chia buồn. Đoàn chúng tôi chẳng biết nói gì hơn, kính chào bạn ngọt và cảm ơn chân thành qua lời quý quan họ. Xin trân trọng mời tấm lễ của bà. Mm-hmm.
Duy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thế thứ Đinh Dậu Liên thập nguyệt nhị thập cửu nhật, Hưng Yên tỉnh Vân Lâm huyện Như Quỳnh thị trấn Minh Khai thôn. Cô ai tử Phùng Văn Ban, ông đi cũng đi đọc tên ai người đấy nha. Phùng Đức Minh, Phùng Đức Bán, Phùng Đức Thịnh, Nữ Tử Phùng Thị Tây, Hôn Tử Đinh Thị Hà, Vũ Thị Thâu, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Mùa, Tế Tử Nguyễn Văn Dương, Tử Nguyễn Thị Mão, Hôn Tế Dương Tử Nguyễn Văn Uyên, Xuất Chúng Tử Tôn, Hôn Tế Đồng Tàng Hôn Đăng, Cần Dĩ Phụ Tử Phụ Lưu Chi Nghi Thánh Trước, Cám Triều Cục Vụ Ư Linh Vị Tiền Viết, Nội Ngoại Viễn Cận Đặng Chư Chân Linh Đồng Lai Giám Cách, Cử Ai Cúc Cung Bái, Thank you.
cùng bài. Thank you.
cha như nổi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Đang sống vui sống khỏe tuổi già, con cháu nội ngoại bên cụ bà hàn huyên. Nào hay số mệnh hoàng thiên, Nam Tàu bắt đầu lại gây nên cảnh hững hờ.